À, ở đây là cái cổng chính ngay cái trường đua Phú Thọ khi xưa này. Bây giờ thì nó là cái nhà văn hóa thể dục thể thao Phú Thọ đó, thuộc khu vực quận 11, ở khu vực trường đua quận 11. Nhà toàn là mười mấy tỷ trở lên không anh chị, nhà hẻm ấy. Đó, phía trước anh chị là nhìn thấy nè, hai cái ngôi nhà hai bên nó như cái biệt thự á. Trời ơi, nó rộng quá luôn anh chị. Đó. Cái đó là ngày số 23 đường cư xá Lự Gia đó. Dạ, em xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn. Trước hết thì xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Hiện hôm nay thì em đang đứng ngay khu vực cái ngã ba, đây là đường Lý Thái Tổ nè anh chị. Chúng ta đi về khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Còn đây là con đường 3 tháng 2 đó, Trần Quốc Toản khi xưa. Theo hướng 3 tháng 2 này, chúng ta sẽ xuống vòng xoay Dân Chủ. Bây giờ là ngày 29, ngày 29 tháng 4, những cái ngày cuối tháng 4 nhiều kỷ niệm anh chị. Và em đang đứng vào buổi trưa Sài Gòn, bây giờ là 12 giờ 30 phút. Đó. Trước camera anh chị thấy đây là khu vực chợ cá khi xưa. Ngày nay nó là Sa Tra siêu thị Sài Gòn. Nghe cô chú anh chị chia sẻ thì khu vực chợ cá này ngày xưa đi ngang đây nó hôi dữ lắm luôn. Nó hôi lắm. Ngày nay thì có cái cầu vượt. Đó. Theo cái hướng hướng này nè là chúng ta tới cái ngã tư đường Nguyễn Tri Phương Thành Thái cắt ngang đây anh chị. Và đi theo hướng của 3 tháng 2 Trần Quốc Toản thẳng là chúng ta tới cây gõ luôn anh chị ha. Đó, em đứng đây để chia sẻ anh chị lại cái chợ cá ngày xưa một chút xíu. Còn cái nội dung của video ngày hôm nay á thì chúng ta sẽ đi thăm lại một cái vị trí cũng phải nói là rất thân quen. Đó là khu vực cư xá Lự Gia, trường đua Phú Thọ khi xưa anh chị. Ngày hôm nay thì nó nằm trên con đường ngày hôm nay thì trường đua Phú Thọ nó là một cái trung tâm thể dục thể thao rồi. Nó nằm trên con đường Lý Thường Kiệt đó. Ngày xưa con đường Lý Thường Kiệt có tên là Nguyễn Văn Thoại ha. Sở dĩ mà em đứng tại ngay cái vị trí này là để sẵn tiện á thì chúng ta ngắm nhìn lại cái chợ cá khi xưa luôn. Có một số cô chú anh chị cũng chia sẻ với em về cái khu chợ cá này nên em hôm nay cố tình đứng đây. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị đi ha. Em sẽ rẽ bên quẹo bên tay trái này để chúng ta đi lên đường Lý Thường Kiệt và 3 tháng 2 Nguyễn Văn Thoại và Trần Quốc Toản đó anh chị. Trời hôm nay buổi trưa Sài Gòn thì rất là oi bức và rất là nắng nha. Thường á, nếu mà nắng đỉnh điểm á, thì nó cũng phải tới 37 38 độ C đó. Đó, khu vực chợ cá đây anh chị ha. Ngày nay thì nó khang trang, nó sạch sẽ hơn ngày xưa rồi. Theo con đường Thành Thái đây bên mé tay phải của em thì anh chị sẽ đi về khu vực Bắc Hải, cư xá Bắc Hải. Đó. Giờ chúng ta đi theo cái hướng đường 3 tháng 2 này, ở Trần Quốc Toản này, chúng ta đi lên khu vực đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại ngày xưa đó để chúng ta thăm lại khu vực trường đua Phú Thọ và cư xá Lự Gia. Em làm cái clip này cũng thể theo yêu cầu của một chú khán giả trên kênh, đó là chú Quang Thái. Thì cũng sorry chú rất là nhiều nha. Con không có biết tuổi cho nên là nhiều khi mình cũng nên kêu bằng bác hay là bằng chú, thì con cũng không biết nữa. Nhưng mà cứ con xin phép kêu bằng chú đi cho nó trẻ. Nếu mà chú có lớn tuổi hơn ba con đó thì theo cái văn hóa con biết được đó, thì lớn hơn ba mình thì xưng bằng bác đó. Nhưng mà con không biết tuổi cho nên là tạm thời con xin phép được kêu bằng chú cho nó trẻ chú ha, chú Quang Thái. Cùng với đó là cũng xin mời cô chú anh chị chúng ta thăm lại cái khu vực trường đua Phú Thọ và cư xá Lự Gia vào những cái ngày cuối tháng 4 đó. Cuối tháng 4 nhiều kỷ niệm lắm anh chị. Thì cái đó thì là những cô chú anh chị nào mà lớn tuổi đã từng sinh sống ở Sài Gòn á thì rất là nhiều kỷ niệm đó. Còn cái tuổi như như em đây thì rất là trẻ, trẻ măng luôn anh chị. Măng mà người ta ăn được á, chứ không phải măng già nữa. Con đường Trần Quốc Toản
là một trong những con đường cũng chứa rất là nhiều cái ký ức, cũng rất là thân quen. Và hướng này thì chúng ta đi cây gọ đây. Hôm nay thì anh chị thấy là mấy cái thời trang ở bên mé đường của anh chị thấy là mở cửa hết rồi, hầu như là mở cửa hết rồi. Đó, chỉ có một số cái tiệm mà gọi như người ta trả mặt bằng luôn á, thì họ đóng cửa, chưa cho thuê. Rồi một số cái trung tâm ngoại ngữ thì họ cũng đang đóng cửa, tại vì chưa có đi học lại. Trường học này anh chị này, đó trường học này, trường học ngày hôm nay này, đóng cửa này, trường quốc tế Việt Nam, đó. Thì theo thông báo thì có thể là cuối tháng 4, đầu tháng 5, mấy ngày đầu tháng 5 thì sẽ đi học lại đó anh chị. Thì cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam mình mấy ngày hôm nay thì cũng ok lắm, không có phát sinh cái ca nào mới. Đó, nhưng mà có thể là mình sẽ đón những cái đợt khách từ nước ngoài về. Cho nên là sắp tới tình hình bà con Sài Gòn mình cũng như anh chị cũng cẩn thận ha, giữ gìn sức khỏe thật là tốt. Mấy chị bán mía, bán mía dạo này thì những cái gánh hàng rong hoạt động trở lại rồi anh chị, để họ kiếm thu nhập, chứ cứ cách ly kéo dài như vậy thì không có làm ăn gì được. Các cửa hàng thời trang mở cửa buôn bán, nhưng mà cái tình hình mà gọi là khách hàng đó thì cũng ảm đạm lắm anh chị. Đây là dừa nước và thuốc nốt đó. Em đi một chút xíu anh chị, tới khu vực ngã tư đường Thoại, đường Nguyễn Văn Thoại với lại Trần Quốc Toản ha, rồi em sẽ vào cư xá Lựa Gia. Bên mé tay trái của em là đường Nguyễn Kim, anh chị đi vào đó là bán rất là nhiều đồ điện tử, đồ cũ, đồ mới, hàng giả, hàng thiệt, đồ lung tung phèn hết. Chúng ta đi mua ở đó thì chúng ta cũng coi hàng thật là kỹ anh chị ha. Em thích ra ngoài đó là tìm những cái đồ mà đồ chế độ đồ gì đó, ngoài nó nhiều lắm. Hôm nào có thời gian em ghé vào khu vực chợ đồ điện tử. Ở Sài Gòn mình thì có chợ Dân Sinh nữa nè, rồi chợ Nhật Tạo, Nguyễn Kim đó. Mấy khu vực đó thì bán rất là nhiều đồ second hand, đồ mới, đồ cũ lộn xộn. Có một cái nhược điểm là giá cả nó tùm lum hết, với lại chúng ta dễ bị gọi là người bán, người mua thì lầm, chứ người bán không có lầm. Nó là vậy đó. Rồi, phía trước anh chị sẽ là cái ngã tư đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 và đường Lý Thường Kiệt, Thoại Ngọc, Nguyễn Văn Thoại anh chị. Đó, em sẽ đứng ngay cái ngã tư để anh chị có cái dịp chúng ta nhìn lại những cái hình ảnh kỷ niệm. Đó, chúng ta đứng ngay ngã tư này nha. Đây, em đứng lên lề. Bây giờ mình không đi bộ được thì mình phải dùng chiến thuật thôi anh chị. Chứ em có một số cô chú anh chị trên kênh cũng comment em nhiều quá, đi xe máy không à. Đây là khu vực ngã tư đường Lý Thường Kiệt. Cao cao xa xa là những cái cây đó là đường Lý Thường Kiệt đó anh chị. Nguyễn Văn Thoại ngày xưa đó. Anh chị sẽ đi về khu vực Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Rồi ra Hồng Bàng và chúng ta đi ngay qua chợ xã Tây, khu vực Nguyễn Trãi luôn anh chị. Sài Gòn bây giờ trời nó hơi đứng nắng, không có nắng anh chị. Gần quá chiều là thường hay bị mưa lắm. Đó, rồi đây là ngã tư đường 3 tháng 2 này, anh chị sẽ đi về cây gõ. Đó, đường Thoại Ngọc Hầu, đường Nguyễn Văn Thoại đây anh chị. Khu vực trường đua Phú Thọ nó sẽ nằm ở phía dưới đó. Đó, hướng này thì chúng ta đi thẳng lên chợ Tân Bình, rồi đi sân bay Ông Tạ luôn, sân bay rồi Bảy Hiền rồi Lăng Cha Cả luôn. Em sorry, em nói nhầm Ông Tạ. Đó, anh chị nhìn những cái khung cảnh này ha. Ở đây bây giờ nó có một cái building rất là lớn nè anh chị, cao lắm. Chung cư mới vừa xây tầm khoảng chừng hơn năm thôi, chưa tới 1 năm nữa, mới bàn giao thôi. Chỗ đó là cách đây khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2019 là em thấy nó mới xây xong. Đó. Rồi bây giờ em gắn camera lên xe lại ha.
Rồi chúng ta đi về khu vực trường đua Phú Thọ. Chà, bây giờ em phải gỡ ra gỡ vô thôi, để anh chị có thể nhìn thấy những cái hình ảnh nó chi tiết hơn một tí ngay cái ngã tư, nhiều kỷ niệm. Khu vực đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại đây, hôm nay ở đây bán rất là nhiều cái nhôm sắt cửa. Đó, các cái cửa nhôm đây anh chị này, bên máy tay phải của em này, cửa nhôm rồi cửa cuốn. Đó, ở khu vực trường đua Phú Thọ, cửa nhôm, cửa cuốn. Đây, khu vực trường đua Phú Thọ, ngày nay ở đây thì nó có một cái câu lạc bộ bơi lội Phú Thọ. Đây nè anh chị, hơi ngược nắng, anh chị chịu khó nhìn chút xíu nha, thông cảm nha. Câu lạc bộ Phú Thọ bơi lội. Còn sát bên nó sẽ là cái đá bóng, rồi lên trên kia là hội chợ, rồi nói chung nó nhiều thứ lắm, nó rộng lắm, nó nhiều cái hoạt động lắm. Ngày xưa thì cái trường đua này nó lớn nhất thuộc khu vực Đông Dương luôn đó anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mà ngày xưa từng sinh sống ở khu vực này và từng đi đến đây đua ngựa đó thì biết. Đó, và nó rất là lớn luôn. Rồi, em gác camera lên, đi tiếp. Thì cũng chia sẻ với cô chú anh chị, cũng như chú Quang Thái ha. Để em sẽ đi một vòng khu vực xung quanh trường đua Phú Thọ đi. Xong rồi cái em sẽ đi lên trên cư xá Lự Gia. Đó. Này, để ôn lại cái hình ảnh kỷ niệm trường đua Phú Thọ một tí anh chị ha. Ở đây em sẽ băng qua đường để tới cái cổng chính của trung tâm dịch vụ thể dục thể thao ngày hôm nay này. Cái trường đua Phú Thọ này nó rất là rộng anh chị. Nó rộng, rất là rộng. Và bây giờ nó là thuộc một cái khu đất vàng đó, chứ không ít đâu. Đó, em đứng ở đây ha. Đó, nguyên cái từ ngay chỗ gần đầu ngã tư 3 tháng 2 đó, tới đây cái cổng đi vào khu vực bơi lội nè. Đó, rồi đi lên phía trên này. Đó, ngày hôm nay là nguyên một cái khuôn viên rất là rộng và có rất là nhiều cái dịch vụ thể dục thể thao đủ thứ ở trong đó. Đây là một cái trong này có cà phê nữa, hủ tiếu cuốn bò, sân vườn gì nè. Đó, ngày hôm nay hết cách ly rồi, tha hồ đi chơi. Đó. Rồi, em gác camera lên để chúng ta đi tiếp. Em chạy một tí xíu ở trên lề cái đoạn này để anh chị thấy được cái hình ảnh của khu vực trường đua Phú Thọ ngày xưa. Phía trước là con đường Lý Thường Kiệt đây, Nguyễn Văn Thoại khi xưa. Ngày trước mà chưa có cách ly á, thì bán dọc hai bên đường này là bán rất là nhiều cái đồ như là ba lô, túi sách này, giày dép. Hôm nay thì mới sau cách ly cho nên là em thấy ít người bán, vắng vẻ lắm. Đó, khu vực bây giờ cũng vắng lắm. Các cái trung tâm thể thao bây giờ theo chỉ thị của nhà nước là cũng đang cấm, không có hoạt động lại. Trong này có cái sân bóng đá bên mé tay trái của em. Đó, như là chú này bán ba lô này, thấy không? Ngày xưa là dọc theo cái đường Nguyễn Văn Thoại này á, là bán ba lô, túi sách, giày dép, trái cây, rồi nói chung là nó nhiều đồ lắm. Đó. Rồi, em đi dọc theo đây tiếp. Cái ngã tư đầu tiên ở cuối cái trường đua Phú Thọ này á, thì nó là cái đường Tô Hiến Thành. Đó, đường Tô Hiến Thành. Ngày nay ở trước trường đua, khu đất này một cái building cao quá anh chị này. Rồi bây giờ đất đai ở khu vực trường đua Phú Thọ này nó mắc tiền lắm. Đó, đây là một cái building rất là cao, chung cư. Ở trong này là có cái khu vực ngày xưa mới đầu là cách ly đầu tiên ở Sài Gòn mình, cái mùa dịch này. Đó,
hình như là chung cư Hòa Bình hay sao em quên mất rồi, khu vực trường đua đó. Những cái bức tường này là đều là bức tường cũ hết, anh chị thấy không? Rồi em đi tiếp ha. Trưa trưa ở đây thì có nhiều xe ô tô ta đậu ở đây, người ta nghỉ ngơi, rồi các anh xe ôm Grab rồi gì đó. Buổi cái mùa mà gần Tết đó anh chị, thì khu vực đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại này, người ta bán hoa nhiều lắm, hoa tất cả các loại hoa luôn, rồi còn có hoa mai, rồi nhiều lắm. Nói chung là nó thành một cái đường hoa rất là lớn đó. À, con đường Nguyễn Văn Thoại nha. Đi theo cái này thì chúng ta sẽ tới khu vực chợ Tân Bình. Đó, một cái ngôi chợ sỉ về thời trang phụ kiện rất là nổi tiếng ở khu vực Tân Bình này. Đó, ở đây là cái cổng chính ngay cái trường đua Phú Thọ khi xưa này. Bây giờ thì nó là cái nhà văn hóa thể dục thể thao Phú Thọ đó, thuộc khu vực quận 11, ở khu vực trường đua thuộc quận 11, cư xá Lự Gia cũng thuộc quận 11 đó. Không biết là có còn giống như xưa không anh chị? Cô chú anh chị nhìn xem thử coi là bây giờ nó có còn giống như ngày xưa cái kiến trúc này nè. Em nghĩ là nó chỉ tu bổ lại sơ sơ thôi, chứ thật ra là nó vẫn y chang như ngày xưa đó. Đó, xa xa cô chú anh chị thấy các cái tòa nhà ở phía sát bên cái cổng của nhà thi đấu Phú Thọ đó, thì đó là cái khu vực bên đường Lê Đại Hành, mà tí nữa em sẽ rẽ qua Lê Đại Hành luôn để chúng ta đi về đó, chúng ta thăm lại một vòng khu vực trường đua Phú Thọ nếu mà có thời gian anh chị ha. Nếu mà chưa có thời gian thì em sẽ đi thẳng xuống đây vô cư xá Lựa Gia, rồi em quay ra, nếu còn đủ giờ thì em sẽ chạy dọc theo cái hướng Lê Đại Hành mé bên kia đường sau với trường đua đó để chia sẻ cho anh chị. Thì ở phía sau đó nó có một cái cổng, và cái cổng đó nó có một con ngựa rất là to ở trên đó. Đó, bây giờ nó vẫn còn giữ lại. Thì hy vọng là em có thời gian kịp. Rồi, bây giờ em đi anh chị. Thì gắn camera lên. Rồi, em băng qua đường bên kia đường Thoại Ngọc Hầu lại nha. À xin lỗi anh chị, đường Nguyễn Văn Thoại. Em cứ hay nhầm cái con đường Nguyễn Văn Thoại với con đường Thoại Ngọc Hầu Phạm Văn Hai ngày hôm nay. Trời ơi. Băng qua đường lại để em đi xuống cư xá Lựa Gia. Tại vì cái nội dung chính của em video ngày hôm nay là em về cư xá Lựa Gia để em chia sẻ cái hình ảnh cư xá Lựa Gia cho chú Quang Thái. Cho nên là đó là cái phần em không thể bỏ sót được. Phía sau em có mấy chiếc xe ô tô lớn đang băng lên, không dám lụi. Đó, cái trường đua Phú Thọ ngày nay nó vẫn rất là lớn và rất là như vậy anh chị ha. Nó vẫn y chang như vậy đó, chưa có thay đổi gì nhiều đâu. Ngày nay thì ở đó nó diễn ra các cái hoạt động như là đua xe máy, xe đạp gì, họp đó anh chị, hội họp đó, bơi lội, bóng đá, nói chung là nhiều cái hoạt động ở trong đó lắm. Ở đây là con đường Tô Hiến Thành đó, con đường Tô Hiến Thành ở phía trước ngã tư anh chị, bên mé tay phải của em đây là bệnh viện Trưng Vương đó. Ngày hôm nay đây khu bệnh viện Trưng Vương đây, để em lia camera một chút xíu anh chị xem cho nó dễ ha. Nè, khu bệnh viện Trưng Vương đó, khu chẩn đoán điều trị kỹ thuật cao này, cổng chính của nó nè, nó còn một mặt ở bên đường Tô Hiến Thành nữa. Hướng Tô Hiến Thành rẽ bên tay phải thì anh chị sẽ đi về chợ Hòa Hưng đó, còn đường Tô Hiến Thành này rẽ bên tay trái anh chị sẽ đi về đường Nguyễn Thị Nhỏ, khu vực quận 11, rồi cái vòng xoay Lê Đại Hành và đường Âu Cơ đó. Em sẽ đi thẳng lên đây một tí, đối diện cái nơi em quay vô là trường Đại học Bách Khoa, để em đi vô con đường cư xá Lựa Gia anh chị ha.
Đây là con đường Tô Hiến Thành, con đường nối từ khu vực đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 ngay chợ Hòa Hưng cho tới bên cái vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ. Rồi, ở đây có một số cái kiosk bên mé tay phải của em này, đó, một số kiosk này. Mà khu vực này là ngày xưa vi phạm chính sách xây dựng gì đó, rồi nói chung là em cũng không nắm rõ lắm. Sau đó là đóng cửa, bây giờ thì người ta mới xây lại. Đây là công ty cổ phần khoa học công nghệ Bách Khoa này. Đó. Ở đây là trường Đại học Bách Khoa đây anh chị. Trường Đại học Bách Khoa. Đó. Đây nè. Trường Đại học Bách Khoa. Đây anh chị hai. Ngày nay thì đang đóng cửa, không có học hành ở đây nữa, chắc có lẽ là đầu tháng 5 học lại. Và đối diện Bách Khoa ở đây thì có một cái đường là đường số 2. Em sẽ rẽ trái vào cái đường khu cư xá Lữ Gia đó để em chia sẻ những cái hình ảnh phía bên trong. Đó, thì trước khi vào cũng chia sẻ với cô chú anh chị và chú Quang Thái là thật ra cái khu cư xá này em chưa có đi hồi nào hết trơn á, mà cũng không rành đường trong đó, cho nên là em cứ chạy tới đâu, chia sẻ những hình ảnh tới đó anh chị ha. Hy vọng là cô chú anh chị có thể nhìn lại được những cái hình ảnh kỷ niệm ngày xưa thân quen của mình. Còn nếu như cô chú anh chị chưa có nhìn thấy được hoặc là muốn em chia sẻ lại đó, thì em sẵn sàng làm lại một các clip khi nào có thời gian rảnh về cư xá Lữ Gia này nó chi tiết hơn. Khi nào mà hết dịch đó. Con đường Nguyễn Văn Thoại này đi thẳng thì tới Bảy Hiền và đi qua chợ Tân Bình. Bây giờ em sẽ rẽ trái vào đường số 2, ngay đầu đường là Đại học Bách Khoa đây. Đối diện là Đại học Bách Khoa đây, con đường số 2, khu cư xá Lữ Gia. Cái khu cư xá Lữ Gia này nó cũng khá là rộng lớn lắm anh chị. Đó, cư xá Lữ Gia. Đầu đường thì thấy có một cái căn nhà ngói đỏ. Đây anh chị, căn nhà ngói đỏ, đó. Rất là cũ rồi, còn lại xung quanh thì em thấy ở đây có một cái dãy nhà này. Mấy cái pano nó che hết rồi, rất là cũ rồi. Có lẽ ngày xưa là nhà cư xá. Bây giờ thì ở dưới người ta design lại để người ta buôn bán. Rồi, em đi anh chị ha. Cư xá Lữ Gia, ta đến đây. Vừa là chia sẻ cho anh chị những cái hình ảnh ngày hôm nay nó thay đổi như thế nào, cũng như em là khám phá thêm một số cái vị trí ở Sài Gòn. Mình sống ở đây gần 20 năm rồi, nhưng mà có nhiều chỗ em không biết lắm. Đó. Đây. Nhà cửa ở đây thì bây giờ ít nhà cũ lắm anh chị. Xây dựng lại rất là nhiều rồi. Đó, đây là cư xá Lữ Gia, đường cư xá Lữ Gia. Đường 16 chứ. Ở trong này là những cái con đường nó cứ làm dạng bàn cờ. Đó là một cái nét đặc trưng của cư xá ở Sài Gòn mình từ trước năm 75 tới bây giờ. Luôn luôn là có những cái đường dạng như bàn cờ vuông vuông rồi vậy đó. Tất cả các cư xá nếu mà anh chị đi anh chị sẽ thấy như là cư xá Đô Thành nè, rồi Chu Mạnh Trinh. Rồi nó rất là nhiều cái vị trí đó. Trong này thì em thật sự là cũng chẳng có biết cái nhà cửa đường xá gì hết trơn á. Em cứ chạy như vậy thôi. Hy vọng là cái video này nó sẽ mang lại cho cô chú anh chị một xíu cái kỷ niệm nào đó. Khu vực cư xá Lữ Gia. Đây mấy cái nhà này, dạng nhà cư xá là nhìn biết liền anh chị. 28/67 cư xá Lữ Gia, vắng vẻ và rất là yên bình. Trong những cái nhà như vậy rất là thích. Hôm nay thì trước khi đi em có lên internet tìm hiểu về khu vực cư xá Lữ Gia. Và về đây thì tìm hiểu thì em thấy rất là nhiều cái dịch vụ buôn bán nhà ở đây. Buôn bán nhà ở khu vực cư xá Lữ Gia rất là mắc tiền. Nhà toàn là mười mấy tỷ trở lên không anh chị, nhà hẻm ấy.
Đó, phía trước anh chị là nhìn thấy nè, hai cái ngôi nhà hai bên nó như cái biệt thự á. Trời, nó rộng quá luôn anh chị. Đó. Cái đó là ngày số 23 đường cư xá Lựa Gia đó. Cái bên này á là số 27. Ồ, nó rộng quá ha. Nhìn đẹp quá. Đây cư xá dành cho nhà giàu. Chứ nhà nghèo mà vô đây là không được đâu. Ở đây thì có một số cái ngôi trường mầm non nữa. Ở đây nữa này. Nhà ở đây to quá. Trường mầm non số 15. Đó. Cái ngôi nhà này đó giống như biệt thự luôn. Số 30 đường cư xá Lựa Gia. Em đang đi trên đường cư xá Lựa Gia nha anh chị. Và đây là những cái con hẻm hoặc là những cái con đường số nó thuộc cư xá Lựa Gia. Rất là yên bình. Bây giờ có tiền mua một căn trong này ở thì ngon. Mười mấy tỷ, cả một gia tài. Em thấy những cái ngôi nhà trong này đa số trong nhà toàn là xe ô tô với lại xe mô tô xịn không à. Cư xá Lựa Gia đã quá ha. Thích quá. Ôi, nhà như cái biệt thự á. Đây là cái nhà này này. Đó, to cao, 4-5 tầng bự đùng luôn. Đó. Cư xá Lựa Gia ngày hôm nay không hổ danh là cái cư xá nhà giàu á. Em nghĩ như vậy chứ nhà nghèo không ở trong này được đâu. Hôm nay em được mở mang tầm mắt khu vực cư xá Lựa Gia anh chị. Toàn là nhà bự không thôi. Đó, mấy cái cọng vàng như vậy là toàn là nhà biệt thự không nè anh chị. Ở đây thì hình như có một cái nhà thờ. Không thấy để bảng hiệu trước cổng. Nhà đây đẹp quá, vừa rộng vừa dài. Đây là cái ngã tư. Em quẹo qua đường cư xá Lựa Gia nha. Cơm gà, cơm bò 20-25. Giá vậy là mềm, quá mềm luôn rồi. Quá rẻ, quá mềm rồi. Đó. Continental của Royal Enfield á. Ở đây thì chúng ta sẽ có là trường trung học cơ sở Lựa Gia. Đang trong cái giai đoạn cách ly nè anh chị. Lấy camera ra, quay. Đó, trường trung học cơ sở Lựa Gia. Đó. Ở đây thì trường này cũng mới thôi. Anh chị ha. Đó, đường cư xá Lựa Gia. Rồi, chúng ta tiếp tục đi. Em sẽ đi lòng vòng ở đây, nếu mà đi thẳng cái đường này nè, anh chị sẽ đi ra Tô Hiến Thành đó. Anh chị ha. Rồi, chúng ta tiếp tục đi con đường cư xá Lựa Gia, đường số 2, cư xá Lựa Gia. Ở khu vực bên đường này thì em thấy là nó có nhiều cái nhà nhỏ hơn. Khu vực sâu bên trong cái con đường không phải đường chính đó. Thì rất là nhiều cái nhà lớn đó. Đi theo này thì chúng ta ra lại Lý Thường Kiệt. Nhà to quá anh chị. Con đường ngay mấy cái góc ngã tư này thấy toàn nhà bự không. Đó. Đó, mấy cái nhà to không nè. Lần đầu tiên cũng được mở mang tầm mắt anh chị. Vô đây thấy mấy nhà lớn không à. Đó. Khu vực này thì chúng ta sẽ đi ra đường Tô Hiến Thành. Anh chị. Tô Hiến Thành. Mới mở con đường này, con đường mở lớn ra chút xíu để nó khang trang, nó sạch sẽ hơn. Mới cán đá lại luôn đó, cán nhựa lại đó.
đó, khu vực cư xá Lựa Gia nha anh chị. Và chúng ta đi ra đây thì chúng ta đụng có cái con đường Tô Hiến Thành. Đây, em rẽ vào lòng vòng ở trong khu cư xá một chút xíu. Nó cũng có nhiều cái nhà lớn, giàu đẹp, xây lại mới. Cũng có nhiều nhà lụp xụp nho nhỏ khi xưa. Nói chung là nó cũng phân hóa nhiều lắm anh chị. Đó. Thì nói chung là ở đâu cũng vậy thôi. Càng ngày càng hiện đại thì nó phân hóa, giàu nghèo nó càng nhiều. Khi xưa thì cái gì cũng được. Ở đây thì có một cái chung cư. Chung cư nhỏ thôi, không có lớn. Nè, ở đây chúng ta rẽ ra đường là đường Tô Hiến Thành này. Đó. Thì bây giờ em sẽ chạy qua cái mé bên kia của trường Đua Phú Thọ là đường Lê Đại Hành đó anh chị. Ngày xưa thì nó là đường Phú Thọ luôn vậy. Cây đẹp lắm. Ở cái đường này có mấy cái cây cũng đẹp, mát mẻ. Đó, bên mé tay trái anh chị nhìn thấy là một cái khu chung cư cũng rất là lâu rồi. Nó cũng xuống cấp, chưa thấy tu sửa lại. Ở đây là chung cư Phú Thọ đường Lữ Gia. Đó. Phía trước anh chị đây là con đường Nguyễn Thị Nhỏ nè anh chị. Nó tên nó y chang như cái con đường Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Công Trừng ở khu vực quận 5 Chợ Lớn anh chị. Nhưng mà em thì không biết cái con đường Nguyễn Thị Nhỏ ở cái đoạn này nó ngày xưa nó có tên là gì. Chị thấy hôm nay thì nó để là Nguyễn Thị Nhỏ thôi. Đó, chúng ta dừng đèn đỏ một tí. Có thể chiều hôm nay thì trời sẽ mưa. Rồi em tranh thủ em đi để chia sẻ cho anh chị nhiều cái hình ảnh hơn. Nếu mà mưa thì nó cũng khó quay anh chị ha. Đó, cái chung cư bên mé tay trái của em nó cũ kỹ lắm luôn. Đi thẳng cái con đường Nguyễn Thị Nhỏ này thì anh chị đi ra vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ. Ở cái khu vực đó thì anh chị đi Âu Cơ á, anh chị sẽ lên khu vực Bà Quẹo, Trường Chinh. Đó. Còn anh chị đi Lê Đại Hành thì ra lại khu vực đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Thì bây giờ em sẽ quẹo trái vô con đường Lê Đại Hành. Anh chị hai, bọc cái vòng xoay này, quẹo trái vô Lê Đại Hành. Ở đây chúng ta có đường Âu Cơ nè, bên mé tay phải của em nè. Đó. Em dừng lại chút xíu để chia sẻ cái đường Âu Cơ cho anh chị. Ở đây. Cái dòng xe đang đổ về anh chị thấy á, nó là từ khu vực Trường Chinh, Bà Quẹo đi xuống. Đi theo hướng này thì chúng ta lên ngược lại đó và đi xa lộ Tây Ninh. Đi quốc lộ 22 ngày hôm nay để chúng ta đi miền Tây đó, Tây Ninh đó. Đường này là đường... em nhớ không lầm nó là đường Hòa Bình hay là đường Minh Phụng á, em quên mất rồi. Cái chỗ này thì chúng ta sẽ đi lên Đầm Sen đó, theo hướng này anh chị, Lạc Long Quân, Đầm Sen. Còn đây là khu vực Lê Đại Hành nè. Chúng ta đi ra 3 tháng 2 thì bây giờ em sẽ đi bên đó đó. Em đi ra để em chia sẻ cho anh chị cái mặt sau của cái trường Đua Phú Thọ anh chị ha. Rồi, trời bây giờ nó đang hơi âm u một chút xíu. Đường xá bây giờ anh chị thấy đông đúc lại chưa? Quá trời luôn. Chiều chiều tan tầm chắc là kẹt xe cũng dữ. Cư xá Lữ Gia, hay quá anh chị ha.
ở Sài Gòn mình là cái nỗi buồn cư xá, ở trong cái bài hát của một nhạc sĩ rất là nổi tiếng, đó là nhạc sĩ Phạm Duy. Thì em nhớ không lầm là nó có một cái câu là nỗi buồn cư xá nó nằm trong cái bài hát gì đó em quên mất rồi. Em cũng không thuộc nên là chỉ nhớ như vậy thôi. Đó. À, khu vực bên mé tay trái của em đây là khu vực cái cổng của trường đua Phú Thọ ngày xưa. À, lấy camera ra chia sẻ cho anh chị này. Đó. Anh chị nhìn cái nhà phía bên trên đó là sẽ thấy nó rong rêu xanh đỏ bạc lung tung rồi. Và bên mé tay phải, chết phải một chút xíu thẳng camera, anh chị thấy có một con ngựa nó đang cúi cái đầu xuống đó. À, cái camera của em không có zoom lên được. Đây là cái cổng ở bên phía đường Lê Đại Hành. À, em nghĩ là bên này anh chị sẽ nhìn thấy nhiều cái kỷ niệm hơn. Đó, nó rong rêu. Khu vực trường đua lớn nhất khu vực Đông Dương. À, mấy cái tòa nhà cao cao khu vực đó là ở đầu đường 3 tháng 2, Trần Quốc Toản đó anh chị, khu đất vàng đó. Bây giờ là mắc tiền lắm đó. Đó, rồi, bây giờ em đi tiếp ha. Hôm nay thì các cái hàng quán ăn uống đồ cũng mở cửa lại rồi. À, người dân ở Việt Nam mình nói chung và Sài Gòn nói riêng cũng khá là chủ quan. Em thấy là có rất là nhiều cái hàng quán ngồi san sát nhau ăn uống rồi cũng bia cũng ly. À, nói chung là rất là nguy hiểm trong cái thời buổi dịch bệnh này. Hy vọng thì từ đây sẽ kiểm soát được dịch luôn, không có bùng phát nữa thì sẽ rất là vui rồi. Còn mà nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì sẽ bùng phát lại thì rất là nguy hiểm anh chị. Đi theo thẳng cái đường này chúng ta sẽ tới khu vực đường 3 tháng 2, Trần Quốc Toản khi xưa. Đâm ngang qua luôn á, thì chúng ta sẽ tới khu vực đường Phó Cơ Điều đó, đi chợ chợ Thiết. Em dừng đèn đỏ một chút xíu. Đây là con đường Tôn Thất Hiệp, nhỏ thôi, cắt ngang. Con đường này cũng lạ đối với em, chưa có bao giờ đi. Tên đường ở Sài Gòn mình thì mỗi quận nó có đều có một cái tên, nó giống y chang những cái quận khác. Nhiều khi đó là một con đường nhỏ nào đó mà mình không biết. Nó hơi giống con đường Tôn Thất Hiệp này ở ngoại quận nhất, phố đi bộ Nguyễn Huệ đó anh chị. Đó, bên mé tay trái của em là các cái tòa nhà khu đất vàng ngay đầu đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 và con đường Lê Đại Hành này. Đó. Thì cái vị trí này có lẽ là em cũng xin phép được kết thúc cái video của mình. Trong những cái ngày cuối tháng 4 này thì gửi anh chị một số cái hình ảnh kỷ niệm về khu vực cư xá Lự Gia và trường đua Phú Thọ. Đó, xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và đặc biệt là nhớ về những cái ký ức của mình khi xưa, những cái nơi thân quen, với một cái niềm hạnh phúc anh chị. Chuyện gì thì nó cũng đã qua. Và những cái ngày cuối tháng 4, chúng ta cảm nhận, nhìn lại những cái hình ảnh đẹp đẽ của mình khi xưa anh chị ha. Phía trước anh chị là chúng ta đụng cái ngã tư đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Nếu mà quẹo phải thì anh chị sẽ đi cây gõ, mà quẹo trái thì anh chị sẽ đi về khu vực vòng xoay Dân Chủ, khu đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 đó anh chị. Rồi, em cũng xin phép được kết thúc cái video của mình. Một cái chút gì đó lưu luyến gửi đến anh chị trong những ngày cuối tháng 4. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các cái clip sau trên kênh của Lovely Sài Gòn anh chị ha.